Vâng, xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn các bạn lắp hoàn thiện một cái hệ thống máy phun sương. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một số thiết bị và dụng cụ như sau. Đầu tiên là cái máy bơm sương loại sử dụng nguồn DC 12V. Thì các bạn có thể thấy một vài thông số của nó trên được in trên đây, đó là áp suất của nó là 0,48 và bơm được 3,5 lít trên một phút, dòng là 2A tối thiểu. Rồi. Và ở đây mình sử dụng đồng tiêu loại màu xanh loại 8mm đấy, để cho nó phù hợp với lại cái đầu phun sương. Ở đây mình đã chuẩn bị hai loại đầu phun sương, đó là đầu phun sương chữ T và đầu phun sương chữ L. Đây, cái này mình sẽ lắp ở cuối. Đó. Thì vì nước nó có nhiều các cái tạp chất ấy, nên là các bạn cần phải sử dụng thêm một cái đầu lọc cho máy phun sương ở đây. Giá 39.000. Đấy. Cái này có tác dụng lọc nước cho chặn các cái bụi bẩn. Rồi. Và thêm một cái bộ nguồn. Thì đối với cái máy phun sương ở đây, mình cần phải sử dụng cái nguồn tối thiểu là 2A, nhưng mà ở đây mình sử dụng nguồn 5A để cho đảm bảo. Thì thường nó thiếu mà. Rồi. Và một số cái dụng cụ khác để hỗ trợ việc lắp như kìm, các bạn có thể dùng kéo bật lửa này, xịt thít trên con nhiệt này, và một cái bút. Thì cái bút này thì mình dùng để nong cái ống này cho nó to ra. Rồi, đầu tiên mình sẽ tiến hành kết nối cái máy bơm này với lại một cái đầu jack DC cái. Rồi. Cái đầu jack DC cái này để khi mà cắm vào nguồn cho nó tiện lợi hơn, các bạn không phải cắt dây ra. Đó. Rồi, mình để gọn cái này vào đây ra. Ở đây mình sử dụng gen con nhiệt để bảo vệ cái mối nối của mình. Thay vì dùng băng dính thì các bạn có thể sử dụng băng dính cũng được. Này, cái jack DC cái đen vào đen. Ở đây mình không chuẩn bị được máy hàn nên là nối như này thôi. Các bạn có thể hàn vào cho nó chắc chắn này. Này, sau đó luồn cái dây con nhiệt vào. Màu đỏ cũng làm tương tự này. Đó. Rồi, các bạn dùng bật lửa để cho nó thít chặt vào cái dây. Mình cắm nguồn thử. Okay. Rồi, thì bước thứ hai mình sẽ tiến hành kết nối cái đầu phun sương và đầu lọc vào cái ống tiêu đây. Thì các bạn có thể cắt tùy vào cái khoảng cách của các bạn. Ở đây mình sử dụng cái dây, cái đầu ra là một đoạn 2m. Mình sẽ đưa ra ba cái đầu phun sương. Đây. Cái này là đầu để hút nước vào này. Đây. Mình sẽ cắm đây. Các bạn để ý này. Cái đầu lòng này, đây là cái đầu cái dây tiêu này, các bạn cắm vào đây. Đã chặt xuống được. Đó. Khi mà các bạn muốn tháo ra thì chỉ cần nhấn cái vòng xanh này hoặc là cái vòng trắng ở cái như này và nó sẽ rút ra được. Nhấn xuống, rút ra và cắm vào, các bạn cắm chặt vào, không thể rút ra được. Rồi. Đây là cái đầu vào này. Và đầu ra, ở đây mình có một đoạn 2m thì mình sẽ cắt ra làm 3 đoạn. Cái này tùy vào cái môi trường các bạn nha. Đây mình cắt áng trứng vào. Rồi. Ở đây mình đã cắt thành 3 đoạn này. Đó. Đầu tiên này, mình sẽ lắp cái chữ T trước. Đấy, thì đầu tiên các bạn phải tháo cái đầu ra. Đây.
các bạn ý, trong cái đấy nó có một cái lò xo, các bạn phải rút cái đầu nhựa này bỏ đi. Đó, xong lắp trở lại. Đó, các bạn chú ý là không để làm mất cái đầu này nhé. Rồi, kết nối vào cái ống tiêu này thì cũng tương tự như cái đầu lọc kia, các bạn chỉ cần ấn vào thôi. Đó, và một đầu còn lại cắm vào cái ống thứ hai. Đó. Tương tự mình sẽ lắp một cái ống chữ T tiếp theo. Đó. Và cái ống còn lại này cắm vào nốt cái đầu chữ T ở đây. Rồi. Thì ở đây còn cái đầu chữ L này, các bạn cũng lắp tương tự này. Đó. Và tháo cái lò xo trong này ra. Đó. Thì sau khi mình lắp xong ba cái đầu phun xương thì có một cái đoạn dây đầu ra như này. Ở đây mình tầm 2 mét. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cho cái ống nó to ra, để cho vừa với lại cái đầu máy bơm đây. Vì cái này là phi 8, cái này là tầm phim người. Ở đây mình dọn cái này. Các bạn cầm một cái bật lửa này, một cái bút. Đó. Thì khi mình hơ cho nó nóng lên, mình sẽ lấy cái bút này lau cho nó to ra. Các bạn cứ lau từ từ. Thì sau một thời gian vất vả, mình cũng đã làm cho cái ống to ra và vừa với lại cái máy phun xương ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp các cái đầu vào đầu ra cho hệ thống phun xương ở đây. Thì các bạn ý này, ở đây có cái mũi tên này. Mũi tên tức là cái mũi tên này, và đầu ra cho cái đầu tạo xương, và đây là còn lại là đầu hút nước này. Thì đây đầu hút nước này. Đầu ra này. Thì các bạn có thể bắn keo hay là dùng cái dây thít bằng kim loại thít vào đây. Thì ở đây mình không chuẩn bị được cái dây thít kim loại thì mình dùng cái dây thít này cho nó cố định cho chắc. Đó, các bạn thích chặt vào. Tương tự mình làm bên này. Ok, thế là cái bộ máy phun xương của mình đã hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thực tế cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thực tế cho các bạn xem. Thì ở đây các cái đầu phun xương mình đã treo lên trên các cái thanh đây để tưới rau này. Đây. Máy bơm này, thì ở máy bơm đây có hai cái vít, hai cái lỗ để bạn bắt vít vào tường. Thì đây mình không bắt vào tường, mình lấy dây buộc tạm vào đây. Đây, nước lấy ở đây, chậu này. Rồi. Nguồn đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho cái hệ thống này. Ok, hệ thống đã bắt đầu hoạt động rồi. Các bạn có thể nhìn xương rất là mạnh. Mạnh hơn cái động cơ máy bơm kính và MV365.
Thì với cái hệ thống phun sương này, các bạn có thể ứng dụng nó vào, thứ nhất là vào các cái ngày nắng nóng để hạ nhiệt cho hộ gia đình, dùng để tưới rau như mình đây, mình đang để tưới rau. Đó. Ok, thì cái video hướng dẫn lắp một cái hệ thống phun sương của nhóm này là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.